Em nhận uống sắt các loại, các kiểu, các hình cho anh em. Qua chút nữa đi con, cho nó qua chút nữa cho gớt luôn. Qua chút nữa gớt rồi. Ừ. Rồi, trời. Rồi, tắt máy, nhích nhẹ rồi. Chút nữa, nữa. Rồi. Đêm đang cuốn cái niền này của máy xịt thuốc sừng sâu nha. Anh em người xa nào có nhu cầu mà uống ép hay là uống các kiểu các hình u dương học quê tiếp tròn ton, em vẫn có cuốn được nha anh em. Ton cuốn khổ dài 2 mét. Anh em nào có nhu cầu cuốn hàm cắt hay là nắp mua gì đó, anh em có liên hệ em. Đây em đang cuốn cái niền của bánh xịt máy xịt thuốc phi tiếp 60. Em cuốn từ tiếp 21 cho đến tiếp 90 nha anh em. Anh em gần xa nào có nhu cầu chế biến hay là sáng tạo gì bên lĩnh vực máy móc nông nghiệp, ngành được phục vụ anh em, Hoàng Mai 0907 790079. Cuốn cho anh em rất rất tròn và đẹp nha, để về anh em đấu bánh đấu công rồi vô cho nó im. Ống tiếp cuốn rất tròn, khuôn em cuốn rất tròn nha anh em, 60 vẫn còn là 60 chuẩn tròn luôn, không có bị méo mó. Anh em gần xa nào có nhu cầu uống sắt hay là chế tạo về lĩnh vực máy móc nông nghiệp, em hân hạnh được phục vụ nha. Ở đây em uống các loại tiếp nhỏ 21, lớn nhất 90. Anh em nào có nhu cầu sửa chữa máy móc hay là các thiết bị gì nhà cửa, lan can, cầu thang gì, anh em có nhu cầu hân hạnh được phục vụ anh em nha. Hoàng Mai 0907 790079.